lấy cớ đi đá bóng để trốn vợ xem Euro xuyên đêm. Euro 2024 diễn ra những ngày qua mang đến nhiều cảm xúc buồn vui với các tín đồ yêu bóng đá. Điều đó thôi thúc họ ra sân để thể hiện mình. Vì thế những ngày này, các sân bóng đá phong trào ở Sài Gòn trở lên sôi động hơn trước. Trong số những cầu thủ đến sân để đá bóng, nhiều người lại viện cớ đi đá bóng để trốn vợ đi xem Euro xuyên đêm. Chị Diễm Hương ở quận 3 những ngày này bất ngờ vì tối nào chồng cũng sách giày đi đá bóng, sau đó đến tận gần sáng hôm sau mới về nhà. Một tuần nay, ngày nào anh ấy cũng đi đá bóng ban đầu tôi khá mừng vì anh xuyên tập thể thao hơn trước nhưng mỗi ngày đều đi xuyên đêm mới về tìm hiểu các bạn của anh tôi mới biết anh đi đá bóng là phụ chủ yếu lên sân rồi rủ các bạn đi nhậu và xem bóng đá chị diễm hương chia sẻ loạt trận vòng 18 euro 2024 diễn ra rạng sáng 3 tháng 7 đã kết thúc với hai tấm vé cuối cùng vào tứ kết thuộc về hai đội tuyển hà lan và thổ nhĩ kỳ các cặp đấu cụ thể của vòng dành cho 8 đội mạnh nhất cũng đã được xác định trong số đó có hai màn đỏ sức được coi như các trận chung kết sớm của giải là tây ban nha gặp đức và bồ đào nha gặp pháp